trồng rau mồng tơi được 35 ngày và nó được dán đề can bảo vệ gần như là bốn mặt. Trước hết là một cái lớp mà giấy băng dính dán, và tiếp theo là một cái ba cái đề can bảo vệ bốn mặt xung quanh, dán bốn mặt rất là đẹp. Cái đề can này là đề can của Nhật và được in bằng chất liệu là mực in của Nhật, với độ phân giải gần như là cao nhất. Thì cái này nó không được cán, tuy nhiên là nó rất là bền theo thời gian và cái keo của nó thì rất là bền. Ở đây thì tôi đục một cái lỗ để thoát nước. Nhìn thấy này. Và cái việc mà cái đề can bảo vệ này, thứ nhất là nó chống bám dơ, bám bẩn. Thứ hai là nó bảo vệ cái bề mặt bên ngoài, tạo độ bền rất là lớn. Thì cái thùng này lát nữa sẽ lên một cái kênh, mà kênh YouTube của ông bạn tôi là có vài chục ngàn người đăng ký. Tôi đem cái này để tặng ông bạn, anh bạn đó, và để anh ấy nhờ anh ấy làm cái video đăng lên, giúp mọi người có thể tiếp cận được cái loại rau sạch nhất thế giới. Lát nữa chúng tôi cũng đem một cái mắt này để anh ấy vào một cái chân để đem đến nhà anh review, và đồng thời là để anh ấy thưởng thức món rau luôn. Đồng thời là anh ấy sẽ review cái cách mà anh ấy sẽ gieo hạt và tưới cây. Một cái thùng như này thì nó có nhiều cách, chúng ta có thể cán ở bên trong, cán ở bên ngoài, và chúng ta có thể chát xi măng ở bên trong, hoặc là chúng ta có thể dùng một số cái keo silicone chúng ta hết lên bề mặt phía trên này. Và cái mép thùng này sẽ không bám dơ. Chúng ta dán đề can của Nhật, hoặc là chúng ta dán cái băng dính này, băng dính màu xanh hoặc là màu sắc khác nhau. Chúng ta có thể dán lớp băng dính là bạc được, phủ bạc bên trong đánh dấu hoặc là để bảo vệ cái thùng sâu. Thì một cái thùng mà không được dán tương đối mới và có nắp thì nó giá 30.000, sau khi mà dán đề can bốn mặt thì là khoảng 60.000, và dán bên trong nữa nó khoảng 90.000, và nếu như mà chúng ta chát xi măng khoảng 120.000 một thùng. Thì nó nếu chát xi măng bên trong thì chúng ta nuôi cá được. Cái thùng này thì thuốc cá châu Âu cho nên là chúng ta có cá bình thường không chát xi măng, nhưng mà thường thì những cá khác của Việt Nam hay của Tàu thì ra thường là không pháp chát xi măng bên trong lớp dày 5 ly để mà sau đó họ sẽ đem ra phơi khô và nuôi cá. Cái thùng xốp này bây giờ chúng tôi cũng đã cho phép đặt là các cái đề can theo cái hình mà chúng tôi có trên website người làm một net. Sau đó khách hàng đặt là chúng tôi có thể dán giúp khách hàng lên trên về mặt thùng xốp rất là đẹp. Xin chào quý vị đã quan tâm theo dõi.